chào tất cả mọi người đã đến với câu lạc bộ bơi lội trường Đại học Văn Lang. Mình là Dolphin, thành viên của câu lạc bộ và cũng là người sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về câu lạc bộ của chúng ta. Nào, còn chần chờ gì nữa, hãy cùng mình tìm hiểu về câu lạc bộ nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng làm quen với bộ phận quyền lực nhất trong câu lạc bộ, đó chính là ban chủ nhiệm. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ bơi lội trường Đại học Văn Lang có 6 thành viên, bao gồm một chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm và ba bộ phận liên quan, lần lượt là ban thiết kế, ban content và ban truyền thông. Tất cả các thành viên trong ban chủ nhiệm đều hướng tới mục đích chung là cùng nhau phát triển câu lạc bộ, tạo một sân chơi bổ ích cho tất cả các thành viên trong câu lạc bộ mình. Nếu có cơ hội, bạn hãy tham gia vào ban chủ nhiệm để cùng nhau phát triển câu lạc bộ hơn nữa nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các hoạt động trong câu lạc bộ thôi nào. Cơ cấu thành viên trong câu lạc bộ của chúng ta có 3 nhóm thành viên khác nhau, gồm hệ phong trào, hệ nâng cao và hệ tuyển. Mỗi nhóm hệ sẽ có những yêu cầu cũng như thời gian luyện tập khác nhau. Đầu tiên là hệ phong trào, chiếm số lượng thành viên đông nhất trong câu lạc bộ. Ở hệ này không yêu cầu về trình độ chuyên môn, mà chỉ cần bạn có một tinh thần yêu thích hoặc mong muốn học hỏi về bộ môn bơi lội là đã có thể trở thành một thành viên trong câu lạc bộ của chúng mình rồi. Tiếp theo sẽ là hệ nâng cao. Ở hệ này chúng mình cần yêu cầu chuyên môn từ trung bình đến khá, bởi vì khi luyện tập tốt ở hệ nâng cao, bạn sẽ có cơ hội lên hệ tuyển đó. Và cuối cùng là hệ tuyển, nhóm hệ chuyên nghiệp nhất trong câu lạc bộ. Ở hệ này chúng mình cần yêu cầu chuyên môn khá giỏi để cùng luyện tập và tham gia thi đấu các giải do trường tổ chức và các giải bơi lội với các trường khác. Việc phân chia hệ nhóm một phần là để ban chủ nhiệm dễ dàng quản lý các thành viên, mặt khác cũng để các bạn thoải mái lựa chọn các hình thức tham gia câu lạc bộ mà không rụt rè hay lo sợ về chuyên môn của mình. Cách thức đăng ký tham gia câu lạc bộ là các bạn hãy theo dõi fanpage Văn Lang Swimming Club của chúng mình để biết thêm về thời gian và hình thức đăng ký nhé. Về thời gian luyện tập sẽ chia theo từng hệ nhóm. Dự kiến của hệ tuyển sẽ là các thứ 2, 4, 6 trong tuần, bắt đầu từ 18:30 đến 20:30, tập theo giáo án nâng cao để rèn luyện phục vụ thi đấu. Đối với hệ nâng cao và hệ phong trào, ngoài thời gian sinh hoạt chung, các bạn sẽ có thể đăng ký luyện tập cùng hệ tuyển để học thêm kỹ năng bơi lội. Ngoài các buổi luyện tập trong tuần, thì thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần sẽ diễn ra buổi sinh hoạt chung của câu lạc bộ. Thời gian dự kiến sẽ vào 18:30 đến 20:30 ngày thứ bảy và 16:30 đến 20:00 ngày chủ nhật. Ở buổi sinh hoạt chung, ngoài việc luyện tập thì chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu kết bạn, tổ chức các buổi âm nhạc hát cùng nhau hoặc tạo ra buổi tiệc như sinh nhật tập thể các thành viên trong mỗi tháng. Bên cạnh đó, ban chủ nhiệm dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thi trong phạm vi câu lạc bộ để kiểm tra kỹ năng của các hệ nhóm, đồng thời khuyến khích luyện tập, nâng cao tinh thần thể thao của các thành viên. Câu lạc bộ bơi lội trường Đại học Văn Lang được thành lập với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích giúp các bạn theo đuổi niềm đam mê, sở thích và rèn luyện kỹ năng của bản thân, đồng thời tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển những bạn có năng khiếu. Nếu có đam mê thì còn chần chờ gì nữa, hãy về câu lạc bộ cùng Dolphin nào! Welcome to Swimming Club.